Anh dẹp cái máy chụp hình đi. Đang lau tóc mà cũng chụp hình. Hôm nay á, anh mới lại thấy em tươi tỉnh. Thì xong việc rồi, giống như trút được một gánh nặng trong lòng vậy. Dù không phải là lỗi của mình, nhưng mà không giúp được bà con, em cũng thấy áy náy lắm. Anh thấy là nông dân mình sản xuất chưa có kế hoạch. Cứ thấy ai trồng cái gì có lời á là bắt chước trồng theo à. Cho nên mới dẫn tới tình trạng cúng dừa cầu. Ngạc nhiên chưa? Anh có nhận xét rất là chính xác. Rất am hiểu về tình hình phát triển nông thôn đó nha. Anh chỉ mới sơ sơ cho em thấy là anh không phải chỉ đi chơi lông bông. Anh đi chơi nhưng mà có làm. Làm nhưng mà cũng như chơi. Thôi đừng có tự cao quá. Mấy cái điều mà anh nói á, em biết từ lâu rồi. Em biết á, tại sao vẫn để cho tình trạng này kéo dài. Theo anh nhận xét dưới góc độ của một người kinh doanh, nếu như mà muốn làm ăn lớn á, mình không thể nào để tình trạng mà sản xuất manh mún xảy ra được. Vậy thì anh cho em biết ý kiến đi. À không được. À muốn có ý kiến á thì phải có thưởng mới nói chứ. Hối lộ. Bên đây nữa. Ê trời ơi. Dạ. Hai đứa bay mới làm cái gì đây? Ba. Làm cái gì đây? Dạ ba. Ba. Dạ thưa ba. Con trả lời. Dạ. Dạ thưa con. Mày vô nhà tao mày dụ dỗ con gái tao hả? Dạ. Đi con... ra khỏi nhà mày. Ba. Con im. Dạ bác bớt giận. Con thương Thảo thật lòng. Mày nói láo. Ba. Dạ là thiệt đó ba. Tụi con thương nhau. Thương cái gì? Thương hồi nào? Dạ. Thương gì mà nhấp nha nhấp nhái vậy? Nhanh như vậy. Dạ tụi con thương nhau lâu rồi. Sợ bác không cho phép cho nên con không dám nói. Lo chành hết. Ủa vậy là sao ba? Bác thấy ghê không? Tao không làm dữ hả? Sức mấy tụi bay thú nhận. Ba. Ba bốn cái gì? Nam nữ yêu nhau làm sao mà giấu được? Dạ không phải con có ý giấu bác, nhưng mà con ngại tại vì bác có ấn tượng không tốt về con. Con sợ bác không cho phép con yêu Thảo. Bác rất dễ dạy và thoáng với con cái. Nhưng mà khi mà tao để ý một con người, để đánh giá chính xác một con người, không bao giờ bác bột chột nói trước hết á. Phải thủng thẳng chứ, nôn nóng gì, thấy không? Nhưng mà yêu á thì ba cho yêu. Nhưng yêu á là phải nghiêm túc. Không có chuyện là ba ơi con yêu cho vui. Dạ. Dạ. Nghĩ sao lại giấu ba? Tụi bay có kinh nghiệm bằng ba không? Xin lỗi mà tao yêu mấy đời gái rồi á. Dạ. Giỡn chơi hoài. Yêu má mày nè. Yêu bà. Ủa tao bỏ đây ba đi bay. Dạ. Không hay bỏ. Ba nha. Dạ tại con sợ. Sợ nữa. Sợ hoài. Bộ tao dữ lắm mà sao mà đứa nào cũng sợ tao vậy? Ba nói thiệt nha. Nhìn hai đứa bay là tao biết có ý lâu rồi. Mỗi lần ra đồng hay là mỗi lần làm việc dọn cơm, hai đứa nhìn nhau con mắt ướt rượt. Nhưng mà sau này á, tình cờ ba nghe con Hạnh nói, ba mới biết đó là sự thật. Xấu hổ chưa? Dạ con hứa sẽ yêu thương Thảo chân thành. Bác với Thảo sẽ không thất vọng như con đâu. Bác cũng hy vọng vậy. Nhưng mà con của bác không phải là cua chùa mà mày nắm hoài. Thả ra bớt đi mày. Thank you.
Dạ, ba uống đi ba. Tại sao con lại yêu thằng kia? Tại vì ảnh là người tốt. Nói vậy không lẽ cứ ai tốt là con thương hả? Không biết nói làm sao ta. Ảnh long bông nè, lập dị nè, sốc nổi nữa. Tật xấu nào cũng có ảnh hết trơn á. Vậy là con yêu nó vì những cái tật xấu đó hả? Có lẽ là vậy. Và vì con thấy ở ảnh là một con người chân thành, sống hết mình, yêu ai á là yêu hết lòng luôn. Vậy chắc con biết nó đã từng yêu sâu đậm một cô gái khác chứ gì. Nó đã bỏ tất cả để về đây để tìm người yêu. Dạ, có lẽ đó là lý do lớn nhất để con yêu ảnh. Cũng không trách được. Có thông minh lý trí bao nhiêu thì khi yêu cũng thành mù quáng. Không có nha, con gái của bà sáng suốt lắm đó. Nếu thuốc tốt như ổng nói thì sau này mình sợ gì thương lái ép giá. Tranh nhau mà mua thì có. Chào gì? Kiệt. Thảo có ở đây không gì? Không. Kiếm nó làm chi vậy? Dạ có chút chuyện. Thảo nói là ra rẫy thơm. Chắc là nó ra rẫy thơm của nhà nó rồi đó. Con không thấy nên mới qua đây hỏi gì nè. Ủa, gì xịt anolit nữa hả? Con nghe Thảo nói là đủ rồi mà. Không phải, vì xịt thuốc tăng trưởng. Thuốc này người ta giới thiệu hay lắm. Xịt vài ngày hả là thì thơm nó lớn bự ra vậy nè. Ừ, ai giới thiệu? Mà gì mua ở đâu? Thì có lái giới thiệu. Người này ở Trung Quốc đó. Chị nghe nói mà không rõ nguồn gốc thuốc là không được xài. Nguy hiểm lắm. Trời ơi, sao lạ vậy? Cậu là ai mà sao tự nhiên can thiệp vô chuyện nhà tôi? Rẫy của tôi muốn làm gì làm chứ. Dạ, nhưng mà con nghe Thảo nói á, thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng, phân bón mà không rõ nguồn gốc á là ảnh hưởng tới cây trồng rất là nguy hiểm. Trời ơi, thôi, một mình con Thảo là tôi đã mệt rồi, giờ tới cậu nữa làm sao? Đừng có tưởng là trị được ba cái sâu rầy của nhà tôi á rồi muốn làm gì làm nha. Dạ, con không có nghĩ vậy, nhưng mà... Bữa khác nói đi, bây giờ tôi đi làm rồi. Dạ, nhưng mà dì không có được phun. Để con gọi Thảo cái đã. Trời, trời ơi, cậu giỡn mặt với tôi hả? Dạ, con không dám. Alo, Thảo hả? Anh đây. Em qua rẫy thơm có gì hậu gấp, có chuyện. Em đang bận họp hả? Thôi, để anh tự giải quyết luôn. Thảo đang bận họp, nhưng mà trước khi có ý kiến của Thảo á, chị không được xịt. Sao vậy? Cậu muốn cái gì đây? Bây giờ con tạm giữ cái bình xịt này. Trời ơi, trời ơi, trả lại cho tôi. Trả cái bình xịt lại cho tôi. Trời ơi, rồi cái thằng khùng Việt Kiều. Việt Kiều khùng. Thằng khùng Việt Kiều. Thành phố đang tổ chức cuộc thi thiết kế trường học. Địa điểm xây dựng là ở xã mình. Cậu hãy đại diện cho phòng địa chính để tham gia. Ngoài danh dự mẫu thiết kế được chọn, người thiết kế còn được thưởng một số tiền rất lớn. Tôi tạo mọi điều kiện cho cậu làm việc đó. Cậu đừng phụ lòng tin của tôi nghe. Dạ cảm ơn anh. Tôi muốn biết rõ ngôi trường nó quy mô như thế nào và dự toán là bao nhiêu. Những thông tin mà cậu cần á đều nằm hết trong này. Dạ. Nhớ làm gì cũng phải đảm bảo công việc của cậu ở đội thanh tra xây dựng. Đừng để họ mắng vốn tôi nghe. Dạ tôi hiểu. Một lần nữa cảm ơn anh. Ừ.
Nó làm vậy đó ông thấy có quá đáng không? Cái người quá đáng là bà đó. Ông bên người ta rồi ông quay lại ông trách tôi đó hả? Bà đúng cái chỗ nào? Cái rẫy thơm của bà bị sâu bệnh. Con Thảo nó không có muốn bà lại phun thuốc trừ sâu nhiều á, là nó sợ ảnh hưởng tới chất lượng của trái. Cho nên nó mới gian nắng gian nôi, nó mới lao tâm khổ trí để nó tìm cách nó chữa bệnh. Thằng Kiệt nó cũng đổ mồ hôi ra kìa. Dạ con chỉ phụ thôi, Thảo mới là chính. Nó cực khổ để làm chi? Để rẫy thơm của bà sạch, để người dùng được an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Vậy mà bà nghe ai bà tưới cái thứ gì tầm bậy tầm bạ, công sức của nó đổ sông đổ biển hết rồi còn gì. Thuốc tăng trưởng chứ tầm bậy hồi nào, nhà nông ai cũng dùng mà. Nữa, cái thuốc mình dùng á là được cho phép vì nó an toàn cho sức khỏe. Còn thuốc của bà xuất xứ ở đâu? Hả? Cái gì mà tưới có vài ngày rồi trái nó lớn phồng lên, chắc chắn là độc hại rồi. Dạ bác nói đúng đó. Vì đừng có thấy cái lợi trước mắt mà ham, coi chừng cái thiệt hại lâu dài đó. Tưởng mét ông la nó. Ai về hai người hè nhau nói lại tôi. Giờ tôi hỏi bà nè, không phải chuyện của nó mà nó còn có ý thức, còn bà làm, bà không có suy nghĩ tới hậu quả. Đúng là tự chuốc lấy. Tự nhiên tôi bị ông Trúc giận. Tôi đi về. Về đi. Làm ba cái chuyện bậy bạ. Có gì con Thảo qua nói chuyện với bà sao? Ai xúi bậy dụ dỗ. Thôi kệ bà đi con. Dạ con biết rồi. Uống nước đi. Dạ. Nhanh lên. Dù lắm anh nha. Biết rồi. Nhớ đứa tao á. Bên này là con. Bên đây Tèo ơi. Chào chị. Qua đây. Bên này nè Trung. Qua đây nè. Ba. Nhanh lên con. Nè con. Chị. Hôm nay anh có chuyện vui, anh muốn chia sẻ với em. Anh tìm được công việc thích hợp rồi hả? Không phải, vẫn là công việc cũ. Nhưng anh được sếp giao nhiệm vụ dự thi thiết kế trường học. Anh rất là tự tin sẽ thắng cuộc trong chuyện này. Cuối cùng thì cũng có công việc ý nghĩa để làm. Nè, em muốn nói điều gì mà em ngập ngừng vậy? Em không muốn làm cho anh mất hứng. Thì em cứ nói đi. Biết đâu á, biết sự thật anh sẽ dễ dàng và có thể thích ứng. Có nhiều cuộc thi như vậy rồi, thứ tốt nhất chưa hẳn đã đoạt giải. Đã đoạt giải chưa chắc là thứ tốt nhất. Tại sao lại như vậy? Có nhiều lý do lắm. Em lo anh hy vọng rồi lại thất vọng. Dù gì đi nữa, anh cũng không thể nào đánh mất niềm tin. Anh sẽ cố gắng làm hết sức của mình. Còn kết quả thế nào anh mặc kệ. Em nhìn đi, đẹp quá. Đẹp ghê anh ha. Sao ông Lý ông hẹn với mình sao không thấy vậy ta? Hả? Trời ơi trời! Hai đứa làm cái gì mà hẹn họ ở đây vậy hả? Trời đất ơi, làm cái gì mà mày nắm tay cháu tao? Dạ gì? Gì cái gì? Hai đứa hẹn họ từ hồi nào? Dì ơi, về nhà rồi nói. Ở đây ngoài đường á. Vậy nãy giờ nắm tay hẹn hò không biết bất cỡ hả? Dạ con thương chị lâu rồi dì biết mà. Bây giờ dì bắt gặp cũng tốt, vậy hai con không cần phải giấu giếm nữa. Trời ơi, buông ra. Thiệt là quá lắm mà. Y chang như cha nó. Cái gì đâu, cha nào con nấy à. Dì à. Dì cái gì? Buông tay ra. Em à, mình phải nói rõ với dì. Mình không thể nào giấu giếm hoài được. Hừ.
Ai cũng muốn qua mặt mình hết. Chắc thấy mình dễ bị gạt quá hay sao mà. Để coi rồi cô ăn nói làm sao với tôi nha. Bực bội quá. Ủa, dì mới về hả? Hồi nãy con có qua mà thấy nhà dì đóng cửa. Ừ, mới về. Qua nói hành nói tỏi gì nữa. Đang bực mình đó nghe. Dì có bực á, thì bây giờ con cũng phải hỏi nè. Được rồi, hỏi đi rồi tôi công khai hết. Thiệt là hết nói nổi. Có chuyện gì vậy Thảo? Thì dì Hậu đó. Dì Hậu sao? Không biết sao á, mấy bữa nay dì Hậu khó chịu hết biết luôn á. Nói cái gì cũng không chịu nghe hết. Bình thường á dì Hậu đâu có vậy đâu. Là do anh gây ra. Ủa, sao lại do anh? Chuyện gì vậy? Thôi để anh qua anh gặp dì. Mà con nấu cơm xong rồi, dì ăn chưa để con dọn. Cảm ơn, tôi nuốt không vô. Dì à, dì đừng có giận lẫy nữa mà. Tôi đâu có dám. Nói động tới cô bỏ nhà đi rồi sao. Thôi, cho tôi xin giận lẫy một chút thôi. Con giấu gì, là vì con sợ thấy cảnh này thôi. Mà anh Hiếu có gì xấu đâu, sao dì ghét anh quá vậy? Cô thấy nó tốt là tùy cô. Còn tôi thì tôi thấy nó xấu là quyền của tôi. Nói cái chuyện quen cháu của người ta giấu giếm là xấu rồi. Dạ thưa dì. Dạ con biết là con có lỗi. Biết có lỗi mà vẫn làm. Dạ con muốn nói rõ từ lâu. Nhưng con sợ dì á, la chi. Vì con mà chị bị la, con thấy áy náy lắm. Ý cậu muốn nói tôi là cái thứ ngang ngược không biết lý lẽ chứ gì phải không? Ờ... Phải không? Dạ. Dì ơi, anh Hiếu không có ý đó đâu dì. Hở ra là cô binh nó à. Có bao giờ cô mở miệng ra là cô binh tôi đâu. Dì sai thì sao con binh được. Trời ơi, thiệt là tức chết đi mà. Lớn rồi tự do muốn làm sao làm phải không? Dạ thưa dì, con qua đây là muốn nói với dì cho rõ ràng. Con thương Chi. Khi nào mà có sự nghiệp vững vàng, con sẽ cưới Chi làm vợ. Chừng nào cậu mới có sự nghiệp vững vàng hả? Nếu 5 năm, 10 năm nữa chưa vững thì cậu chưa cưới hả? Dạ không có lâu như vậy đâu dì. Cậu biết năm nay con Chi bao nhiêu tuổi chưa? Cậu nghĩ thử đi. Con gái có lứa có thì lỡ duyên một lần rồi, cậu muốn nó chờ tới chừng nào? Chờ tới chừng nào con cũng chờ được. Trời ơi, con gái gì nói không biết bất cỡ à. Chờ cho đã. Rồi đây nó nói là xin lỗi anh không yêu em nữa. Lúc đó đừng khóc thầm nghe con. Thôi dì, con hứa danh dự với dì, trong vòng 2 năm nữa con có sự nghiệp vững vàng rồi con sẽ cưới Chi liền. Tôi không có chịu, mặc kệ mấy người. Dì. Dì ơi. Dì ơi. Thôi anh đừng buồn, rồi dì sẽ hiểu mà.
Mày hay lắm. Rốt cuộc thì mày cũng tới. Việc gì mà tôi phải sợ anh mà không dám tới? Trước nay tao cứ nghĩ mày là thằng thư sinh chết nhát. Nhưng sau vụ này tao sẽ suy nghĩ lại. Rốt cuộc anh hẹn tôi ra đây làm gì? Mày nghĩ coi, tao sẽ làm gì? Tôi không nghĩ là anh muốn đánh nhau. Vậy thì mày hơi ngu rồi. Thực sự tao muốn đánh nhau. Lớn rồi, ai lại chơi trò trẻ con như vậy? Trong trường học, mấy ông thầy bà cô gọi cái đó là trò trẻ con. Nhưng ngoài đời, đó là cách giải quyết vấn đề, không còn cách nào khác. Tôi không muốn đánh nhau với anh. Đúng là có những việc phải đánh nhau một trận sống chết mới giải quyết được. Hồi nãy ta nói xạo đó, không phải ai cũng giải quyết được bằng cách này đâu. Tại sao với anh thì có thể? Thật đơn giản, khi mày đánh với tao mà đánh ngang ngửa thì vấn đề đã được giải quyết. Tôi vẫn chưa hiểu. Khi mày đánh lại tao thì điều đó có nghĩa là mày có đủ sức để bảo vệ Chi, chứ không phải là một thằng yếu đuối vô dụng. Và tao cũng chỉ cần biết như vậy. Anh thật kỳ lạ. Đúng, kỳ lạ quá nên yêu bao nhiêu người người ta bỏ đi hết bấy nhiêu. Vì anh chưa tìm đúng một nửa của mình. Thôi dẹp đi, tao không ưa lý thuyết như vậy. À, nghe nói là anh đang quen đẹp con cô Đào hả? Quen gì mà quen, chơi cho vui thôi. Anh đừng làm hại đến cô ấy. Mày yêu nó hả? Không. Vậy mày lo cho nó làm gì? Bởi vì tôi không muốn một cô gái phải đau khổ. Tao không có thánh thiện như mày. Tao chơi, chừng nào tao chán thì thôi. Mà mày lo làm gì? Cái loại con gái đó không biết đau khổ là gì đâu. Mày mà làm Chi khổ thì sẽ gặp tao tại đây. Nhưng lúc đó mày đừng mong giác xác về. Trời ơi, y như phim. Phim gì mà ghê quá vậy? Đánh người ta bầm dập hết kìa. Phim Hollywood. Bậy quá. Ê, mà nói gì nói chứ, tao nể thằng đó thiệt. Nó hành xử như một người đàn ông. Ngọ, cái anh Ngọ, Ngọ. Anh muốn xin lỗi em. Anh muốn xin lỗi thiệt mà. Thôi em biết rồi. Ngọ cái Ngọ, anh uống nước đi. Cảm ơn. Đại ca nói đi. Đúng nào á, đánh này ca.
Em tới em dỡ nhà nó. Về nhà lấy hàng mày. Không có bỏ qua được. Đi. Tụi bay làm gì vậy? Dạ, có đệ tử như tụi bay tối ngày đánh đấm thì chán quá đi. Uống đi. Vô đại ca. Anh Lâm. Gì? Ủa, mặt anh bị sao vậy? Nè, sao kệ tôi. Anh, sao anh hứa dẫn em đi chơi mà anh không tới gì vậy? Ủa, có hứa hả? Có chứ. Chính miệng anh hứa nè nha. Anh còn hứa dẫn em về gặp má anh nữa đó. Nè, hứa nhiều vậy sao? Anh hứa nhiều lắm. Bộ anh không nhớ hả? Vậy thôi quên đi. Hứa nhiều quá làm không có nổi đâu. Anh nói vậy là sao? Là xong rồi đó. Từ nay đường ai nấy đi. Nhưng mà anh hứa với em là... Em hỏi hết mấy thằng ở đây coi, có thằng nào mà không hứa với năm bảy con vậy không? Anh đâu có nhớ đâu. Mày nhớ không? Không. Tụi anh hứa, tụi anh đâu có nhớ đâu. Quên rồi. Vô mày. Thôi mình vô đi đây ca. Vô đây ca. Anh. Vô. Anh giỡn mặt với tôi hả anh Long? Ê, sao tự nhiên nói chuyện cà lâm như con khùng vậy? Tôi nói cho cô em biết, thằng này từ trước tới giờ không có hứa gì thật lòng đâu. Còn như cô em muốn có người an ủi thì nè, mấy thằng ở đây thích thằng nào thì chọn đi. Anh em được không? Anh em chịu không? Hay này, thằng nào cũng được đó. Anh nè, được không em? Em đại ca, anh về rồi, ngồi xuống đây chơi tụi anh cho vui. Thích thì gọi cho anh cái. Anh Long. Anh Long. Cho tính mạnh về tao thích á. Vô đi mày. Vô. Kêu ra gấp không biết có chuyện gì không? Ngọt. 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 Kêu quý đen chi vậy? Tại Ngọt có chuyện muốn nói với quý. Ta tới nhà nó nói được mà sao kêu quý ra đàn chi? Thôi Ngọt ngại lắm. Có gì đâu mà ngại. Cái Ngọt nói đi. Sự thật là từ lâu rồi á, Ngọt sao tự nhiên Ngọt cà lắm vậy? Tại Ngọt căng thẳng quá à. Có chuyện gì bình tĩnh lại rồi nói. Nhưng mà ý Ngọt là ngọt cái ngọt khó nói. Nói đi. Thật ra Ngọt ngọt cái Ngọt bình tĩnh đi, đừng có cả lắm. Thật ra tại vì Ngọt căng thẳng quá. Sự thật là ngọt gì á? Ngọt nói đi. Chị Ngọt với anh Quý yêu nhau á. Quý hả? Bình tĩnh lại. Không Quý về à? Quý về. Đi à? Quý. Ngọt yêu Quý á. Con mắc cỡ kìa. Quý hả? Quý yêu Ngọt. Ngọt yêu Quý. Quý yêu Ngọt. Ngọt yêu Quý. Quý yêu Ngọt. Hát bậy hả? Chạy mày à. Ừ.
ngọt nôi ngọt ngọt nôi nôi ngọt nói là ngọt yêu quý á. Cái là sao? Còn không hiểu nữa. Bọn có chuyện gì nữa hả? Bà tao sắp qua đây. Chị kiếm tao. Ê, cũng hay à nhá. Ba mày về đây, đem mày về bến. Tu chỉ là mặn đi, chứ lòng mong hoài cũng không ổn. Thôi mày đừng có giỡn nữa, sắp chết tới nơi rồi nè. Vì mày chết mày. Ngày xưa mày không chịu về làm, vì ba mày phản đối mày với Quyên. Giờ thì có gì đâu mà mày sợ. Không, tao sợ ở đây á là sợ Thảo. Hả? Mày với Thảo sao rồi? Tao với Thảo hả? Tuyệt vời. À, tao nói trước nha. Tao á thì không có cản mày quay với con Thảo. Nhưng mày mà làm cho nó buồn á thì mày biết tao. Mày trở nên hung dữ từ hồi nào vậy? Với những thằng cà chớn như mày á thì phải dùng biện pháp mạnh. Mày yên tâm đi, mày sẽ không có cơ hội trở thành người hung dữ đâu. Tại vì tao sẽ yêu thương và bảo bọc Thảo suốt đời. Trời ơi, sao hôm nay sến dữ vậy cha? Thà mày cà chớn á, mày cứ như là bình thường đi thì tao còn yên tâm hơn. Hơn là mày tự nhiên thành người nghiêm túc đó. Ha. Ê, vậy là mày xúi tao cà chớn đó nha. Ờ, đúng rồi. Mà hồi nãy mày nói mày sợ Thảo là sao vậy? Thì trước giờ á, Thảo luôn nghĩ tao là thằng lông bông thất nghiệp. Tự nhiên đùng một cái, tao là con của doanh nhân thành đạt. Cổ sẽ nghĩ là tao cố tình giấu giếm cổ. Thì thật ra là mày tự giấu giếm thiệt mà. Tự làm tự chịu đi, biết trách ai nữa bây giờ. Nhưng mà có sự tiếp tay của mày. Là cái ý đó do mày muốn. Mày tự muốn giấu rồi bây giờ đổ thừa tao làm sao? Mày nghe lời của tao đi. Mày hãy thú nhận với Thảo đi là vừa. Không lẽ mày tin giấu nó hoài? Bây giờ thú nhận, mà thú nhận bằng cách nào? Tao suy nghĩ lâu lắm rồi mà không có tìm được cách. À, tao có cách rồi. Ừ, sao? Thì mày chạy vô phòng nó. Ừ. Mày đập đầu xin lỗi, nói em ơi, anh lỡ gạt em rồi. Thiệt ra là anh không có nghèo đâu, anh là giàu lắm, anh là đại gia. Thôi thôi đi, dẹp đi. Bình thường thì nghiêm túc lắm, tới lúc dầu sôi lửa bỏng thì cà đỡ. Chứ bây giờ nghiêm trọng thì có giải quyết được vấn đề không? Thôi, để từ từ rồi tao tính. Ủa, ba sĩ bán nhà cho ai vậy ta? Giấy bán cho người đàng hoàng, chứ như vợ chồng nó say xỉn tối ngày, đánh lộn với nhau nhức động chết luôn vậy đó. Chào cô Út. Ủa, anh biết tôi hả? Ờ, biết chứ, mời cô vô. Dạ cô Út à, trước khi mua nhà tôi phải hỏi thăm xung quanh vùng này có an ninh hay không, bà con hàng xóm có được tốt bụng hay không, môi trường có bị ô nhiễm hay không. Đạt yêu cầu tôi mới mua chứ. Ừ. Với lại bà con vùng này nói cho tôi biết á, ở gần nhà tôi á có cụ Út với lại chú Tư Nghĩa tốt bụng lắm. Họ nói đúng đó. À, tôi tự giới thiệu, tôi tên Bảnh, tôi thư Út, cho nên người ta thường gọi tôi là Út Bảnh. Hèn gì thấy anh Bảnh quá. Dạ. Bề ngoài lùi xùi quá người ta coi thường. À, anh người xứ nào? Dạ tôi ở Sài Gòn, nhưng mà chỗ đó bây giờ phát triển ồn ào quá, cho nên tôi bán nhà tìm nơi yên tĩnh để sống. Già rồi, đông đúc chịu không nổi. Dạ. Anh còn trẻ mà. Rồi vợ con anh có chịu về đây không? Dạ. Vợ còn chưa có. Có chi con? Hả? Dạ.
Thảo. Bữa nay sao tin quá vậy? Ừ, tại vì lâu rồi em không có leo cây. Em không biết là mình còn leo được không, cho nên em mới leo thử nè. Ai về em còn leo ngon lành lắm. À, xuống đây, anh nói cho em nghe này. Anh lên đây. Leo lên đó hả? Ừ, đừng nói là anh không dám leo nha. Chuyện nhỏ. Wow, hay quá ta. Anh học nhiều kỹ năng sống ở trường, lỡ như mà có lạc vào rừng hay là rơi xuống nước á, cũng có đường thoát thân. Hay vậy. À, Thảo. Mai anh đi Sài Gòn thăm bạn gái cũ hả? Nếu còn thời gian sẽ ghé thăm. Anh lên Sài Gòn đón sếp. Sếp anh muốn đầu tư ở đây. Đầu tư ở đây hả? Ừ. Đã tìm hiểu gì đâu mà định đầu tư. Thì có anh tham mưu, nếu mà dự án khả thi á, sẽ tiến hành ngay. Ra ngoài hít thở không khí thoải mái quá. Cả ngày bị chuối mũi cho bạn dễ. Qua hết cả mắt. Chui nè. Chú ơi, chú ơi, sao kìa anh? Chú ơi, chú ơi, chú ơi, con chú ơi, chú ơi, không sao. Cố lên. Được, chú ơi, được rồi. Không sao rồi. Đưa nó vô đi chú. Cố lên. Không sao rồi. Ừ. Cẩn thận đó anh. Không sao. Đưa ta cho cô. Đi, kéo lên. Trời ơi, mấy đứa có biết bơi không mà ra đây chơi vậy? Dạ không. Nguy hiểm lắm á, biết không? Thôi, con đi về nhà thay đồ đi, không lạnh á. Mấy đứa cũng đi về nhà đi. Dạ. Thôi, thôi về nhà đi con. Ừ. Chú ơi, còn đôi dép của con. Thôi, thôi bỏ đi, con. Về đi con. Về đi. Dạ. Mấy đứa trẻ quê mình á, sông nước thì nhiều mà không có ai dạy bơi cho tụi nó hết trơn á. Ra đi chơi nguy hiểm lắm. Thì cũng phải chịu thôi. Thôi, anh cũng đi về thay đồ đi, không lạnh á. Gì? Trời ơi, tụi bay làm gì mà quần áo ướt sũng hết trơn vậy con? Dạ, tại anh Hiếu, anh nhảy xuống sông cứu đứa nhỏ đó gì. Dạ, may mà cứu kịp, nhưng cũng uống một bụng nước rồi. Trời ơi. Công nhận á, tụi nhỏ không biết bơi mà dám ra bờ sông chơi nữa. Cứ ý y như vậy á, mà chết hoài đó. Nhưng cha mẹ không biết sợ nên không có chịu dặn dò con cái đừng có ra sông chơi. Hồi 7-8 tuổi á, ba anh đã dạy anh tập bơi rồi. Còn tụi nhỏ bây giờ sao không chịu học bơi đi nữa? Ôi, đẻ cho cả lô cả lóc rồi, dạy ăn dạy ngủ cũng mệt rồi, thời gian đâu mà đi tắm sông dạy con biết bơi. Ừ. Rồi sẽ còn bao nhiêu tai nạn đáng tiếc xảy ra nữa. Lúc đó thì khóc lóc cũng không có ích gì hết. Cha mẹ từ đầu không biết dạy con tự bảo vệ mình. Thôi, anh về nhà thay đồ đi, không lạnh đó. Về thay đồ đi con. Con về trước cái gì? Anh về nhé. Gì? Thôi vậy để con quét cho. Dạ, chào anh. Chào anh. Mời anh qua ngồi uống nước. Dạ. Anh ngồi đi. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, tôi tên Bảnh. Bữa nay cũng đất đai nên có miếng gà luộc. Biếu anh ăn lấy Thảo. Dạ. Sao tôi thấy anh in như không quen ở trong cái xóm này ha? Dạ, tôi mới dọn về đây à. Dạ. Ủa vậy hả? Anh ngồi chơi. Dạ. Thì trước lạ sao quen. Dạ.
Chà, Dương Kiển đẹp quá anh hả? Tôi còn số cây thế sau giường á, bữa nào anh vô nhà đàng hoàng tôi tặng anh. Vậy thì hay quá. Ơ mà thôi, anh cứ bán đi để tôi mua cho. Hàng xóm mà ngại ngùng gì. Dạ. Anh uống nước đi. Dạ. Vậy chứ chị với anh á được mấy cháu? Dạ. Rồi, tôi còn độc thân mà mấy cháu gì anh? Ủa vậy ha? Dạ. Trời ơi, độc thân buồn lắm. Trời. Yeah. Thôi thì rảnh rỗi thì cứ gì chạy qua đây. Tôi có hai đứa con mà nó làm miết à. Yeah. Giờ có anh là bạn cờ cũng vui. Yeah. Mà anh biết quýnh cờ không? Trời, cao thủ đó anh, độc cô cậu bại đó. Vậy là tốt rồi. Tôi nói anh nghe, quýnh cờ á, quýnh mấy người yếu không có lên tay, có đối thủ quánh nào lên. Dạ. Tay. Anh à, nghe nói căn nhà tôi mua hình như phong thủy không được tốt lắm, sang tay mấy đời chủ rồi. Ê, nhưng mà tại tôi thích, thành ra kệ mua đại mà. Tôi cũng nghe nói như vậy, nhưng mà tôi không có tin. Nhưng thiệt sự ra đó, đầu tiên là căn nhà đó là của chị bà Hậu, cái bà mà đối diện nhà anh đó. Dạ, tôi biết. Đó, bà này á, bà đổ nợ, rồi bà mới gán cho bà Xuyến. Bà Xuyến dọn qua chưa bao lâu á, bị tai biến rồi mất. Trời, sao tội nghiệp quá vậy. Còn nhà thì con gái bà quản lý, mà nói nào ngay con nhỏ thì siêng năng giỏi giắng, mà gặp thằng chồng bê tha quá. Ngày nào á, ít nhất á, cũng phải ba chị. Bởi vậy bà con hàng xóm ở đây đặt nó tên ba sĩ đó. Mà nói thiệt, không ngày nào mà vợ chồng nó không cãi cọ quýnh lộn nhau. Mà bà con ai cũng khuyên can riết rồi nản cũng mệt. Hai tháng này thấy đóng cửa đi đâu á, thì ra là bán nhà cho anh. Tôi nhiều chuyện quá ha. Dạ. Nhưng mà anh ở đó anh có sợ không? Dạ sợ gì anh, mình có làm chuyện bậy bạ đâu mà sợ. Có thờ có thiên, có kiên có lành, cứ vậy không có quỷ thần nào mà bắt bẻ. Giờ này chắc anh Kiệt về rồi. Không biết là ông sếp có thiệt tình muốn đầu tư cho anh Kiệt hay không nữa. Chị Thảo. Ừ? Vô đây, có chuyện gì? Ủa, sao chị Thảo ngồi có một mình vậy? Chứ muốn mấy mình? Phải hai mình mới đủ đôi đủ cặp chứ. Trước giờ có mình có sao đâu. Trước khác giờ khác. Không có gì khác hết á. Chị thấy á, chuyện ai người đó làm cứ tò tò đi theo khó chịu lắm. Vậy thì sao? Nói đại đi. Khó nói quá. Không nhau đó. Cái thằng nhóc này. Thằng nhóc này mới về lớn à mà bẹt nói vậy đó bạn. Ai chỉ vậy hả? Đứng lại coi. Cái thằng này. Đứng lại. Alo, Thảo nghe à? Dạ. Sao? Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư phát triển nông sản ở quê mình hả? Dạ. Vậy thì hay quá. Ủa, mà chừng nào ạ? Dạ, con tới liền. Chín nhân năm 45, chín nhân sáu 54, chín nhân bảy 63, chín nhân tám 72, chín nhân chín 81, chín nhân mười 90. Con đang học bài của Trương hả? Dạ, con chào cô. Dạ, con đang học của Trương. Mà cô ơi, bạn của Trương khó học quá à. Mỗi ngày học một ít, học tới học lui thì mới thuộc lòng được. Dạ. Ủa mà cô đi đâu vậy cô? Cô đi tìm con. Cô tìm con hả cô? Ừ. Có gì không cô? Cô sẽ dạy bơi cho con.
Con nói thiệt hả? Cô dạy bơi cho con. Yeah, cô dạy bơi cho con. Yeah. Nè, cô nói nghe nè. Đi á là phải nhớ xin má đàng hoàng nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi. Yeah, con được đi bơi. Yeah, cô dạy bơi cho con. Yeah, con được đi bơi. Yeah. Tại sao lúc nãy căn nhà đó anh không ké vô phạt? Vi phạm gì đâu. Khu vực đó đâu có cho xây nhà quá 3 tầng. Hôm nay bận không khác tính đi. Tôi cũng hiểu rõ tại sao. Những căn nhà khác có một cái lỗi nhỏ thôi, các anh cũng ké vô ghi phạt người ta. Còn căn nhà đó sai quy định, sai nguyên tắc thì lại không phạt. Cậu cố tình không hiểu hay là không hiểu thiệt? Tôi không hiểu. Không hiểu từ từ hiểu. Bên đó, qua bên đây nè. Chú có sao không? Cảm ơn cô nhiều. Cũng may á, nước ở đây nó không có sâu lắm. Nhìn chú lạ quá, chú phải người vùng này phải không? Chú ở đâu tới vậy? Tôi ở nước ngoài về. Hôm nay tôi đến đây tham quan vùng quê của mình một chút. Đi ngang thấy cái cầu này hay hay, tôi tính bước qua thử xem sao. Ai dè. Thôi, bây giờ thì không sao rồi. Con đi nghe chú. Chú đi cẩn thận nghe. Chú đi đi. Cảm ơn cô nhiều. Dạ. Thank you.
Ủa là cháu hả? Dạ chào chú. Hồi nãy chú có sao không? Chú không có sao. Cháu đi đâu vậy? Dạ cháu đi gặp khách hàng ở đây. Mà chú ở đây hả? Chú mới tới, chú ở khách sạn này. Vậy à, nói không chừng bạn của cháu và con của chú là cùng một người đó. Không có chuyện trùng hợp vậy đâu chú à. Chú xin tự giới thiệu, chú là Khang. Dạ. Con cháu. Dạ, cháu tên Thảo. À, có phải chú là chú Khang ở bên Úc về là khách của phòng nông nghiệp không ạ? Đúng rồi. Sao hai người lại gặp nhau là ở đây? Chú rồi. Hay quá. Chắc con là tình cờ gặp nhau chú. Thôi. Hôm nay gặp cháu ở đây thật là tình cờ ha. Dạ. À, con trai của chú nè. Dạ mời quý khách. Được rồi, cảm ơn cậu nhiều. Dạ, ăn đi ba. Bà làm gì mà nhìn say mê dữ vậy? Bà phải công nhận ở đây đẹp thật. Bà cứ ăn no, sau đó nghỉ ngơi, xong con sẽ dẫn bà đi khám phá. Ở đây còn nhiều cảnh đẹp hơn nữa. Chuyện đó thì bà có thể từ từ. Nhưng mà chuyện người đã giữ chân con ở lại đây lâu á, bà cần gặp ngay. Là người lúc nãy đi với ba đó. Là Thảo. Dạ. Bà rất thích cô gái này, bà hoàn toàn ủng hộ con. Dạ con cảm ơn ba. Con đen và ốm nhưng lại rắn rỏi và khỏe mạnh. Còn ba thì vẫn phong độ như ngày xưa, có thêm vài sợi tóc bạc để làm duyên nữa chứ. Sở dĩ tóc của ba bạc nhiều là do con trai của ba bỏ nhà đi lâu quá thôi. Phải đi xa thì mới biết quay về chứ ba. Ba, ba có xem qua bản vẽ và bản kế hoạch về chợ quê của con chưa? Được lắm, nhưng ba phải coi thật kỹ trước khi đưa ra hội đồng quản trị họp và quyết định đầu tư. Kế hoạch này cần phải có nhiều người góp vốn. Mấy mươi năm trở lại đây, cảnh vật thay đổi nhiều quá, ba nhìn không ra luôn. Bao nhiêu năm trở lại đây? Lúc trước ba từng tới đây rồi sao? Thời chiến tranh, ba đi lính đóng quân ở vùng này. Cũng may mắn là ba vẫn còn nguyên vẹn và đi qua cuộc chiến đó. Dạ. Ăn đi ba. Ừ. Con mời ba. Con cũng ăn đi. Cảm ơn ba. Ăn đi con. Này con. Thank you.